Thưa anh em, video hôm nay mình sẽ lái một chiếc máy cấy dắt tay 4 hàng được sản xuất bởi hãng Kuta. Và chiếc máy cấy này đã mua từ đại lý Tiến Nông cách đây 4 năm rồi và nó khá cũ. Mình sẽ lái chiếc máy cấy này trên một cái lô ruộng, một cái lô khá là nhiều ruộng, có những cái góc cạnh rất là khó, nhiều góc cạnh và bùn thì khá loãng và nước thì cũng khá nhiều. Cái khâu trước của việc làm đất nó cũng chưa được đẹp lắm. Như anh em thấy trên thửa ruộng có nhiều đám rất là lô chô và nước cũng nhiều nữa. Mình sẽ lái cái máy cấy này để anh em có cái nhìn trực quan về mạ khay máy cấy nha anh em. Và đây, xin chào mọi người. Đây là nhân vật chính là Mạnh đấy ạ. Vâng, bây giờ Mạnh sẽ nổ máy và cấy cho mọi người xem về toàn tập cái máy cấy này. Video này thì Mạnh sẽ nói rất kỹ về những cái thao tác khi mà sử dụng cái máy cấy, và cơ bản là những thao tác chính xác thì sử dụng máy cấy trên cái thửa ruộng khá là khó, với bùn loãng, nước nhiều, góc cạnh nhiều và bờ thì cong. Cái đường cấy của Mạnh đây, Mạnh đã đi rất nhiều đường rồi nên là đường này của Mạnh đã chỉnh, đã nắn được nó thẳng. Và video này Mạnh sẽ cấy cho mọi người xem cái cấy thẳng thì cái đường cấy nó sẽ như thế nào. Đây ạ, đây là đường cấy của Mạnh. Ở video trước Mạnh đã hướng dẫn cho mọi người cách lái máy, kéo máy cày, vạch hàng và cày nó thẳng. Thì cái nguyên lý hoạt động của nó đối với máy cấy, cái nguyên lý lái máy làm sao cho đường cấy, đường cày nó thẳng thì cũng giống nhau, và giống như video mà Mạnh đã mô tả về phần trước của máy kéo. Đoạn này Mạnh sẽ tua nhanh cho mọi người xem đây. Và đây ạ. Đối với máy cấy 4 hàng thì có hai vấn đề chính cơ bản nhất để đạt được chất lượng. Việc thứ nhất và là việc quan trọng nhất, đó là sản xuất mạ. Sản xuất mạ là sản xuất mạ khay đấy ạ. Sản xuất mạ khay càng tốt, càng đều thì cấy máy nó sẽ càng đạt được chất lượng cao. Và yếu tố thứ hai đó là anh em thợ lái và hiệu chỉnh máy trước khi cấy. Đối với máy mới thì gần như chúng ta không phải hiệu chỉnh gì mà cấy nó cực kỳ đẹp. Còn đối với cái máy mà Mạnh đang sử dụng đây là một chiếc máy đã có tuổi thọ trên 4 năm. Nên là bắt buộc chúng ta phải kiểm tra và hiệu chỉnh trước khi hoạt động để cái việc cấy nó suôn sẻ nhất và nó ổn định nhất. Trong cái quá trình cấy thì thao tác quan trọng nhất theo quan điểm của Mạnh nhé, thì thao tác quan trọng nhất đó là thao tác bỏ mạ. Thao tác bỏ mạ lúc mới đầu và thao tác bỏ mạ khi mà mạ chuẩn bị hết. Thao tác bỏ mạ này nó giống như thao tác lắp ghép máy đấy. Có nghĩa là phần mạ cuối cùng đang còn trên máy sẽ được lắp ghép với phần mạ mới bỏ vào. Nếu anh em lái máy lắp ghép cẩn thận, chuẩn thì máy nó sẽ không bị bỏ lỗi khi mà sang cái khay mạ mới. Cái cách bỏ mạ của Mạnh là Mạnh thường sẽ bỏ ngược với chiều cuốn của mạ, ngược với chiều cuốn của mạ thì anh em
Mọi người hay bó xuôi nhưng Mạnh thích bó ngược, bởi vì khi bó ngược cái chiều quấn thì cái cây mạ nó sẽ không bị cái thân cây mạ nó không bị cắm xuôi xuống, nó không bị xuôi xuống mà nó ngược ngược lên so với chiều của cái sàn mạ, thì mạ nó sẽ nó khi mà cấy nó sẽ mổ vào cái gốc mạ rất chuẩn, mổ cái gốc mạ rất chuẩn và nó cắm cái cây mạ nó sẽ chuẩn hơn. Đó là lưu ý khi mà anh em sử dụng máy và bổ mạ. Mình sẽ quay sang một cái góc nữa cho anh em xem. Ở cái góc cấy này, ở cái đoạn cấy này thì nó là đoạn cấy cuối của cái thửa ruộng này, đoạn cấy theo chiều dọc, đoạn cấy cuối cùng theo chiều dọc của thửa ruộng này. Thì như anh em thấy cái đoạn cấy này đối với cái khoảng bề rộng, đối với cái bề rộng này thì đi ba đường thì thừa nhé. Thừa có nghĩa là đi ba đường mà mỗi đường 4 hàng thì sẽ bị thừa, còn đi hai đường thì nó sẽ thiếu, có nghĩa là nó không sát bờ được. Thì mình phải làm thế nào ạ? Đây, Mạnh sẽ đi đến cuối ruộng. Cái cách của Mạnh là Mạnh đi một đường đến cuối ruộng. Như anh em thấy đây ạ, Mạnh đi đường này thì hai đường, nếu như Mạnh đi thêm hai đường nữa thì sẽ thừa. Nếu đường quay lại và đường đi tiến lên tiếp thì sẽ thừa. Thừa tức là nó vượt ra khỏi bờ. Đó, còn Mạnh chỉ đi một đường quay lại thì nó lại chừa bờ rất rộng. Thế thì Mạnh sẽ làm như sau. Mạnh sẽ bỏ bớt những cái khay mạ, những cái khay mạ ở những cái mỏ phía bên sát bờ. Để làm sao khi Mạnh đi đường cuối cùng, tức là đường tiến từ phía máy quay này đi lên thì nó sẽ vừa khít với bờ luôn. Đây, Mạnh sẽ bỏ mạ ra. Đó, như anh em thấy cái kích thước của máy cấy như thế. Nếu mình đi một đường sẽ thừa. Anh em thấy không? Mình sẽ bị thừa. Nếu mình đi một đường này nữa mình sẽ bị thiếu. Thì Mạnh sẽ bỏ bỏ đi hai đường, bỏ đi hai khay mạ nhé, bỏ đi hai khay mạ ở phía sát bờ và Mạnh chỉ cấy bằng hai mỏ bên trong thôi. Thì chốc nữa Mạnh quay lại nó sẽ vừa đủ 4 hàng. Đây, Mạnh đã rút hai khay mạ ở bên sát bờ ra. Và như thế nó sẽ rất là tiết kiệm mạ. Và cái đường khép bờ của mình, đường sát bờ cuối cùng của mình nó sẽ khá là chuẩn. Như anh em thấy thì bốn tay nó đều mổ nhưng mà hai tay kia thì không có mạ nên là nó cũng chẳng mổ được. À không, xin lỗi anh em, Mạnh chỉ cấy một đường thôi. Mạnh cấy một đường thôi. Và bây giờ Mạnh sẽ quay cho anh em thấy cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta bỏ mạ mới. Đây, cái sàn mạ mà không có gì mà chúng ta bỏ tiếp vào thì gọi là bỏ mạ mới. Khi bỏ mạ mới thì điều quan trọng nhất là anh em phải đưa cái vị trí mổ cấy và khay và khe của sàn mạ, khe lấy mạ của sàn mạ về một góc, góc bên trái hoặc góc bên phải. Như thế này Mạnh sẽ đang đưa nó về bên phải. Đây ạ, bên phải. Đây, Mạnh đưa nó về bên trái theo hướng tiến của mình. Thì đưa hết về bên trái, tức là khi cái mỏ cấy nó lấy cái góc đầu tiên của khay mạ thì nó sẽ không bị bỏ thừa và khay mạ nó cũng không bị xéo. Nếu như mà các bạn để ở giữa hoặc là chưa đến góc thì nó sẽ bỏ thừa một góc.
Hay lúc Mạnh đi về, Mạnh đi từ phía trên kia quay về đây, Mạnh chỉ cấy một đường thôi nhé, Mạnh chỉ cấy một đường để đảm bảo cái việc sát bờ nó tốt nhất. Nếu như Mạnh để nhiều đường, Mạnh để hai đường thì hiển nhiên khi Mạnh đi đường này nó sẽ xóa mất một đường, bởi vì sát bờ nó sẽ đi chèn lên bờ, nó sẽ không đi được. Vì cái bờ này cong, vì cái bờ này khá cong nên là cái việc phải phải chẵn một thêm một đường ở cái bờ này là điều hiển nhiên khi mà dùng cái máy cấy, khi mà dùng máy cấy đó các bạn anh em thấy không ạ? Cái đường cuối cùng, cái đường cuối cùng cái gì rất sát bờ, đi rất sát bờ và sát luôn cả cái phía phía đã cấy rồi đó, cái phao nó rất sát bờ và chỉ có thể làm được như thế thôi. Mình làm video này để tất cả mọi người có cái nhìn trực quan về máy cấy, và mình làm trên một cái máy khá là cũ, để mọi người biết rằng một khi mình sử dụng cái mạng khay máy cấy, sử dụng mạng khay máy cấy cho khâu cấy thì cái công năng, công suất của nó, tác dụng của nó như thế nào, có phù hợp hay không, và mọi người sẽ đánh giá trực quan trên cái dụng cái thật sự này của Mạnh, trên dụng cái thật sự này của Mạnh nha mọi người. Và đây là cái đường đi sát bờ, đường đi sát bờ của Mạnh. Cái bờ này cũng khá cong, và cái ruộng này thì cũng khá là lô chô, chỗ cao chỗ thấp nên là cái việc lái nó giữ nó cũng khá là khó, và chắc chắn cái đường cấy này nó sẽ bị cong, nhiều, vừa để đảm bảo nó cái phao nó sát bờ, sát nhưng cũng không quá sát để tránh cái sự va chạm với bờ nhé. Anh em có thấy cái cong cong mà phía sát bờ không? Đây, cái cong màu trắng đó thì phải đảm bảo là cái cong màu trắng nó không được chạm vào bờ, sát nhất nhưng không được chạm. Thì cái đường này, cái đường cái này là đường cái sát bờ, nó sẽ bị cong thì Mạnh sẽ nắn dần, cho anh em xem, và để anh em biết được cái cách nắn và cái cách đi thẳng nó như thế nào. Cách đi thẳng, khi mà chúng ta đi thẳng thì nó sẽ được rất nhiều tác dụng, thứ nhất là việc chăm sóc sau khi cấy nó sẽ rất tốt, thứ hai là điều tiết nước nôi sâu bệnh, phun thuốc sâu nó cũng cũng đơn giản, và điều quan trọng là khi mà chúng ta cấy thế này, thẳng thế này thì ánh sáng, nó sẽ được cung cấp đầy đủ trên toàn cái lối cấy để phục vụ cho việc sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Đầu tiên là việc đẻ nhánh, thứ hai là việc sinh trưởng phát triển của nó về sau là nó sẽ rất tốt. Đường này Mạnh sẽ bắt đầu nắn thẳng, cho dù nó sẽ chưa thật sự thẳng đâu, nhưng mà Mạnh sẽ nắn dần, sao cho cái đường cấy nó thẳng hơn. Và chốc nữa Mạnh sẽ đi khóa hai đầu. Anh em thấy cái đầu phần cấy này là cái đầu quay đầu bờ này, đầu bờ sát cái vị trí quay video này, nó sẽ còn cách lại một đoạn thì chúng ta sẽ đi hai lượt nữa, một lượt đi và một lượt lại để cấy kín được cái đầu bờ này, sẽ cấy kín được cái đầu bờ này. Thì lát nữa Mạnh sẽ cái video này Mạnh sẽ quay toàn bộ nha anh em. Đối với việc cấy máy, theo kinh nghiệm của Mạnh thì chúng ta nên bón phân như sau. Cái cách bón phân, để cấy máy như sau là nếu bà con và anh em sử dụng máy cấy, điều tốt nhất là sẽ bón phân ngay lúc, ngay từ khi trang ruộng, tức là làm phẳng mặt ruộng, thì lúc đó bón phân bón lót hoặc phân bón lúa một của Tiến Đông thì sẽ là tốt nhất, bởi vì lúc đó
khi trước khi chạng bón phân trước khi chạng thì phân bón nó sẽ được cái khẩu trang nó hòa lẫn vào đất và tránh việc bay hơi cũng như tăng cái khả năng hấp thụ của phân bón cho cây lúa. Còn nếu như mà bà con hộ anh em không có điều kiện để bón phân lúc trước khi chạng được thì đối với cái máy này nó rất tốt ở chỗ là trước khi cấy chúng ta bón phân thì máy cấy nó đi qua một lượt, máy cấy đi qua một lượt nó sẽ ấn phân xuống bùn, sẽ tránh được bay hơi cho phân bón cũng như tăng cái sự hấp thụ, bởi vì phân bón được ấn xuống cỡ 20 cm qua mặt bùn thì cái độ hòa tan của phân bón nó sẽ tốt hơn, độ hòa tan phân bón nó tốt hơn và nó tiếp xúc trực tiếp được với rễ cây và giúp rễ cái cây lúa sau khi bén rễ sẽ hấp thụ được phân bón ngay khi phân bón được phân hủy thành chất dinh dưỡng. Đây là cách bỏ mạ của Mạnh đấy. Mạnh luôn luôn bỏ ngược thế này nó sẽ tránh được cái hiện tượng là cây lúa nó chúi xuống, cây lúa cái quả mổ nó sẽ mổ vào giữa thân cây lúa. Nếu bỏ xuôi thì cái khả năng cái quả mổ nó mổ vào giữa thân cây lúa là rất cao, còn Mạnh bỏ ngược bỏ cái cây mạ lúc nào nó cũng có cái xu hướng ngược lên theo chiều cuốn thì cái cây lúa nó sẽ cái quả mổ nó sẽ luôn luôn mổ vào gốc, luôn luôn mổ vào gốc cho mọi người. Này sẽ là đường đường cấy, này sẽ là đường cấy cuối cùng khi Mạnh nắn cái ruộng này từ bờ. Anh em không nên nắn thẳng một đường ngay nhé, nắn thẳng một đường ngay bờ thì nó sẽ gặp cái trường hợp là một là mình sẽ xóa cái đường bên cạnh, hai là mình chừa quá rộng, mình nắn từ từ 2-3 đường rồi nó sẽ thẳng. Thì cái việc giao cái đường cấy giao tiếp nó sẽ chuẩn hơn, nó sẽ khít hơn. Có một điều quan trọng rất quan trọng khi bà con, Mạnh thấy bà con thường thường bón phân bón lót thường lại hay bón sau khi cấy thì phân nó nằm lờ trên mặt ruộng, nó nằm trên mặt ruộng thì hiệu quả sử dụng phân nó sẽ thấp đi rất nhiều. Thứ nhất là trời nắng, phân nó bị phân hủy bị bay hơi do trời nắng là một. Thứ hai là phân không được ấn xuống bùn và không gặp được cái rễ cây, nó không gặp được phân ngay thì cái sự khả năng hấp thụ của rễ cây nó rất kém, khả năng hấp thụ phân của rễ cây rất kém. Là phân khi mà rễ cây nó tìm tìm đến phân thì nó phải ngoi lên, cái rễ đông nó phải ngoi lên thì nó mới có thể hấp thụ được, đâm ra nó mất một thời gian thì cái hiệu suất sử dụng phân cho cây là nó rất thấp. Thì Mạnh cũng khuyến cáo bà con nên bón phân bón lót ở thời điểm trang ruộng hoặc đối với cây máy thì ít nhất phải là trước khi cấy nhé, trước khi cấy để phân được ấn xuống bằng cái hệ thống phào cũng như mỏ cấy và chân vịt của máy cấy, tận dụng cái khả năng của máy cấy để ấn phân xuống dưới bùn, hòa trộn phân xuống dưới bùn. Như cái ruộng này thì Mạnh đã bón phân trước khi cấy, vừa bón phân xong lúc nãy thưa mọi người. Và một điều quan trọng Mạnh xin nhắc lại là đối với máy cấy thì có hai, để mà đạt chất lượng nhất khi cấy thì có hai vấn đề. Điều quan trọng nhất chiếm đến 80% đó là mạ khai. Chất lượng mạ khai mà tốt thì chúng ta sẽ cấy máy cực kỳ đều và cái tốc độ sinh trưởng của cây lúa nó cũng tốt, nó quyết định khá nhiều đến chất lượng của cây lúa về sau. Và thứ hai đó là lái máy và điều chỉnh máy, đó là hai điều quan trọng nhất. Còn tất nhiên khi chúng ta chuẩn bị ruộng cấy thì điều tiên quyết đó là bởi vì máy cấy nó là một chiếc máy công nghiệp nên là mọi điều kiện để phục vụ trước nó tốt nhất thì nó sẽ làm việc tốt nhất, đó là ruộng cấy, cái ruộng đất, chuẩn bị đất nó phải đều và bùn được lắng đọng ít nhất là một ngày sau khi chạng để bùn nó lắng xuống.
nắng ít nhất là một ngày. Và nước là phải trổ hết. Nước là phải trổ hết, chỉ để một chút nước thôi, chỉ để khoảng một phân nước, là tối đa một phân nước. Còn như ruộng này thì có những chỗ như chỗ đầu bờ này thì nước như chỗ đầu bờ này là ok, nhưng nước ở giữa ruộng thì lại rất sâu. Rất sâu. Nhưng mà rất sâu thì chúng ta có thể đi chậm một chút, nhưng mà sâu quá thì chắc chắn là khi cắm cây lúa xuống nó sẽ bị nổi lên. Nó không còn giữ được cây lúa ở bùn nữa. Mà nếu còn bùn loãng nữa thì chúng ta không thể cắm được cây lúa. Đó là cái khâu chuẩn bị đất. Khâu chuẩn bị đất cũng khá quan trọng. Khâu chuẩn bị đất, anh em lưu ý là bắt buộc phải lắng. Khi mà anh em trang xong thì sẽ để lắng ít nhất một ngày một đêm. Ít nhất một ngày một đêm để cho bùn nó lắng xuống. Xong đó trước khi cấy thì chúng ta trổ hết nước. Chúng ta tháo bỏ hết nước để việc cấy được hiệu quả cao nhất. Tức là nước nó không giạt. Khi máy cấy nó đi nhanh thì nước nó không bị giạt sang cái đường cấy cũ, đường cấy vừa xong, hoặc là không bị giạt ở phía sau, không bị hồi nước cực mạnh ở phía sau để nó xô đổ cây lúa, hoặc là nó nhổ gốc cây lúa lên. Nó không bị nhổ gốc cây lúa lên. Như cái đoạn nước này là mạnh đi khá chậm. Mạnh đi khá chậm nha anh em. Còn cái đoạn nhanh là mạnh tua. Mạnh tua nhanh cho anh em đỡ phải chờ lâu những cái đoạn clip giống nhau. Mạnh đỡ phải chờ lâu. Đấy, như cái phần cuối ruộng này. Như cái phần cuối ruộng này thì nó cũng bị nhỡ cỡ bắt buộc mạnh phải bỏ đi một vài khai để khi đường tiến lên phía kia để khép bờ thì nó sẽ chuẩn hơn. Mạnh cũng phải bỏ đi vài khai. Bỏ thì cũng phải bỏ đi bỏ đi 2 đến 3 khai để đường tiếp theo, đường tiến lên nó sẽ đầy với bờ. Đấy ạ. Như đường này thì chính xác mạnh đã bỏ đi 2 khai phía sát bờ. Đây như anh em thấy đấy ạ. 2 khai phía sát bờ thì khi quay lại cái đường quay lại này mạnh không cấy nhá. Anh em thấy không ạ? Nó rất vừa nhưng mạnh không cấy. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là cuối ruộng nên là mạnh phải khóa đầu bờ phía cuối ruộng phía kia. Khóa đầu bờ xong mạnh mới quay lại đây thì cái máy cấy nó sẽ được cấy liên tục và nó không bị xóa vẫn mất mã nha anh em. Anh em lưu ý khi cấy là mình cũng phải tính toán một chút để sao cho cái đường cấy nó chuẩn, không thể là cấy xong rồi lại đi quay lại xóa nó đi, hoặc là phải nâng máy lên, dùng thủy lực của máy nâng máy lên rồi đi nó sẽ khó khăn và nó sẽ dẫm vào lúa. Thì cái đường này mạnh, cái đường vừa xong là mạnh đã không cấy và mạnh khóa 2 đường. Ở đầu bờ thì thường mình sẽ chừa một khoảng 2 mét, khoảng 2 mét, 2 mét đến 2 mét 2. Bởi vì máy cấy của chúng ta là 1 mét 2 rồi. Mình sẽ chừa khoảng 2 mét đến 2 mét 2 để đi 2 đường, một đường sát bờ và một đường vòng lại. Một đường sát bờ, một đường vòng lại. Thì nó sẽ khép hết cái đầu bờ của phần chừa quay máy. Mạnh tận dụng 2 ruộng luôn. 2 ruộng này kế nhau nên mạnh chừa đầu bờ luôn của 2 ruộng và khép đầu bờ một đường của 2 ruộng luôn. Khi khép đầu bờ một đường ở 2 ruộng này thì nghiễm nhiên cái góc ruộng cái vị trí quay của máy nhé. Vị trí quay của máy bao giờ cũng mất một đoạn, cỡ đi khéo thì mất một đoạn cỡ 80 phân. 80 phân ở góc bờ, góc ruộng là không được cấy. Đó, một đoạn cỡ 80 phân. Thế nhưng mà mạnh chừa 2 ruộng thế này thì khi đi qua bờ thì đến bờ mạnh mới tắt. Cái mỏ cấy nó đến bờ mạnh mới tắt. Và qua bờ mạnh lại bật lên thì nghiễm nhiên là bà con không phải chấm ở hai góc ruộng sát nhau như thế. Đó, chỉ chấm ở cái góc ruộng mạnh đang quay đây ạ. Cái góc ruộng mạnh đang quay đây ạ. Chỉ chấm một chút ở góc ruộng này thôi, cỡ 80 phân. Và không hề phải chấm cái góc ruộng ở giữa nha anh em. Không hề phải chấm cái góc ruộng ở giữa. Vì chúng ta đi thẳng từ ruộng này sang ruộng kia. Cái việc này khi mà anh em thợ cấy, thợ máy, hoặc là bà con mà có những ruộng sát nhau thì nên cấy theo cái cách của mạnh này. Đó, mọi người thấy không ạ? Mạnh đi đến
lên đến sát bờ mà mới tắt và bắt đầu lại cấy tiếp ngay ngay đầu bờ. Thì những cái ruộng sát nhau thì chúng ta nên sử dụng một máy một 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 cái lần khép bờ này, thì chỉ cần chấm ở ruộng hai ruộng hai đầu thôi, hai ruộng hai đầu thì cấy chúng ta cấy được cái bằng càng rộng, càng nhiều ruộng thì càng tốt. Thì tất cả những cái ruộng kia không không hề phải chấm, chỉ có hai ruộng hai đầu bờ là chỉ chấm một chút ở góc rồi máy cấy thừa thôi nhé. Mà chấm một chút ở góc thì cũng khoảng 80 phân thôi, đi khéo 80 phân thôi. Thầy cái đường này lên thì Mạnh đã cấy, Mạnh sẽ cấy cho nó hết, thì cấy cho nó hết đấy. Đi đường đầu bờ, đi đường đầu khóa bờ cuối cùng. Cái đoạn này Mạnh đang chuẩn bị đi đường khóa bờ cuối cùng thì gặp một sự cố của bạn, đó là cái khay mạ của Mạnh có một cái hòn đá rất khá là lớn, thì cái con mổ nó mổ vào hòn đá, mổ hòn đá. Nhưng mà rất may là hãng Kubota rất thông minh, thiết kế cái tay máy cấy rất thông minh, là khi mổ vào đá thì sẽ có một cái hệ thống an toàn nhảy, mổ đá cái mỏ cấy nó sẽ bị mắc kẹt lại. Thì nghiễm nhiên cái hệ thống an toàn nhảy nó sẽ để cho quay trượt trơn và mỏ cấy dừng lại một chỗ, nhưng mà máy cấy vẫn vẫn quay, Mổ hệ ngay thống một vẫn viên quay đá nhưng to tướng bị trượt, ở trong có mạng. nghĩa trượt trơn nhé, trượt trơn và rất an toàn, không bị gãy, không bị hỏng một cái gì cả, không gãy không bị hỏng. Đây ạ, đây Thôi, lôi nó ra Mạnh đây. bị cái mỏ cấy nó mắc vào hòn đá đây, đây ngay ở gốc cây mạ đây ạ, mắc ngay vào cây mạ. Đó là một cái lỗi thường gặp, thật ra đây là một lỗi thường gặp của máy cấy khi mà làm mạ, cái việc sàng sàng hoặc chuẩn bị gia thể nó không được tốt, nó rất nhiều đá thì nó như thế. Nhưng mà yên tâm là nó sẽ không bị hỏng hóc lớn trong hộp số khi mà mỏ cấy mổ vào bị dừng. Và đây là kết quả buổi làm việc của Mạnh. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi.